ngày 16 tháng 12 năm 2018 vừa qua, khoa ngoại chấn thương chỉnh hình thần kinh Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết vừa phẫu thuật thành công cho nữ du khách 68 tuổi người Đức bị gãy liên máu chuyển xương đùi phải. Trước đó, nữ du khách này bị tai nạn té ngã ở tư thế ngồi và được chuyển vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng đau nhiều ở phía đầu trên đùi phải, không thể đứng dậy được. Qua kết quả chụp X-quang cho thấy, đây là trường hợp phân loại 2.1 tương đối di lệch nhiều mảnh. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Phú Kiểm, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết. Bộ bắt một cái nẹp gọi là nẹp vít DHS là rất chắc, một cái nẹp vít vô cổ và mà bốn cái vít sụp đạn. Thế bây giờ thì hậu phẫu với mổ khô, nhưng mà cái khi mà chuẩn bị mổ thấy khó cho nên là bà này cách đây 2 năm là bà mổ về tuyến giáp, một cái suy giáp hay với nhân là ảnh hưởng đến cái loạn xương, cái mạch loạn xương. Hơn nữa là bà cũng máu thì nó cũng đầy đủ lắm, do đó là sau mổ cũng gặp được máu. Không chỉ được công ty bảo hiểm quốc tế bảo lãnh toàn bộ chi phí điều trị, điều đáng mừng hơn nữa là sau quá trình phẫu thuật thành công cũng như tập quản lý trị liệu sớm tại giường, bệnh nhân đã sớm hồi phục, xuất viện và trở về nước.